Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thâu một con tôi cần có tên là Safimon Alpha để giúp cho các bạn từ x2 đến x100 tài sản nha các bạn. Thì con này tổng cung của nó là có 1 tỷ, 1 thiên gì đó. Chắc 1 thiên tôi cần quá. Chứ sau này nó sẽ thiêu quý các bạn. Hiện tại có transfer có 755 holder các bạn. Hiện tại gian này mới ra các bạn. Hiện tại website nó đang update nè. Đây những người thâu nè, đây mình coi. Safim có các 70 mấy người thâu rồi. Và các bạn chờ chút xíu các bạn. 755 holder. Rồi, để thâu được con này thì các bạn cần copy con chắc dưới phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Thì các bạn cùng mở trình duyệt ký chút của đát cho mình ra nè các bạn. Và bấm bấm vào đát nè các bạn. Rồi các bạn chọn vào ban KK swap tiếp tục nha các bạn. Các bạn lưu ý nên các bạn phải phân bổ vốn của mình các bạn. Sau này giá tôi cần nó mà lên cao các bạn phải swap lại lấy cái vốn lại của mình lại các bạn. Rồi các bạn chọn mạng BB Smart Chain các bạn connect các bạn. Rồi tiếp tục cái đây dòng Salad Action này các bạn bắt con chắc nó vào các bạn. Safimon. Tên Safimona nè. Rồi bạn chọn lại đây phải các bạn. Safinona đâu ta. Safi. Safimon. Đây các bạn. Safimon. Thì đây thì các bạn chọn mua các bạn. Để mình coi mình mua 0.03 BNB đi các bạn. 0.031 BNB. Thôi thôi thôi. 0.031 BNB đi các bạn. Mua khoảng hai mấy đô thôi các bạn. Mình cũng không có. Dự án này là một là ăn đậm, hai là không lãi các bạn. Đầu tư là phải chịu chấp nhận rủi ro các bạn. Các bạn chờ một xíu nữa các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu thì mình sẽ nhận được là 480 token nè bạn. Thì nó trừ phi ra này nọ luôn, mình còn có khoảng 400.000 token nha bạn. Các bạn bấm vào swap nha bạn. Bạn bấm cầm pin swap nha bạn. Còn nếu bạn nào mà swap không được thì tăng phí ra lên nha bạn. Hiện tại 18 đô, phí mạng 0.48 đô. Mà đến mua thêm không ta? Pha vang các bạn. Hiện tại giá BB sụp các bạn. Thôi mua 18 đâu. Thôi. Các bạn bấm chấp thuận luôn các bạn. Tính mua thêm mới nữa các bạn ơi. Rồi bấm close các bạn. Rồi ok, mình đã giao dịch thành công các bạn. Các bạn mới đắp lại các bạn. Chọn vào một ví nha các bạn. Các bạn dán con chắc của nó vào các bạn. Safi Alpha. Đâu người ta. Sao mình dán con chắc không được ta. Tôi cần mình đã về bạn. Vì hiện tại dự án nó mới ra nên với chocolate nó chưa cập nhật, các bạn cần phải cập nhật thông số các bạn. Thì các bạn cũng copy con chắc lại các bạn. Tôi em tôi cần Safimon Alpha nè. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra, các bạn bấm vào bài bánh cùng các bạn. Dán con chắc nếu tìm kiếm không gặp thì các bạn cần phải bấm vào tự động thêm cái đồng tiền mã hóa nè các bạn. Rồi thì địa chỉ hợp đồng thì các bạn dán cái con chắc của nó vào các bạn. Tên thì các bạn phải phải các bạn chờ xíu các bạn. Tên thì các bạn chọn vào token Safi Alpha nè các bạn. Các bạn copy nguyên dòng này mình để dưới phần link mô tả cho các bạn nè các bạn. Sao chép nè. Số thập phần là 0. Ký hiệu là Safi Mona. Rồi tên nè các bạn. Dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm vào ký hiệu nữa các bạn. Ký hiệu thì các bạn chơi đây, các bạn sao chép đây nè các bạn.
Khoan, các bạn chép xíu mà. Copy này nè. Sao chép đây nè. Chưa phần là không nha các bạn. Dán vào đây. Shift phân các bạn chọn 0. Rồi các bạn bấm vào tiền mã quá. Sao nó chọn qua tiếng Việt rồi ta. Ok đem làm lại các bạn ơi. Tên Safimon Alpha. Các bạn lướt qua đây các bạn phân. Thì đây các bạn. Ký hiệu. Các bạn chạy xíu các bạn. Safimon Shift phân là 0 các bạn. Sao chép lên nè. Ký hiệu Safimona. Số tập phân là 0 nha các bạn. Rồi bạn bấm nhà một lần xong các bạn. Ok mình bắt áp lực rồi. Mình coi nó đã về chưa các bạn. Ok mình đã về được 44.839 cân nè bạn. Vậy ok như vậy mình video mình đã hướng dẫn các bạn hầu con tôi cần Safimon Alpha đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.